chỉ cần em thích là chị sẽ duyệt. Hello mọi người nha, ngày hôm nay thì chị Loan Ngon Baby Blood và lợi sữa hai mâm đã cập bến nhá. Bây giờ Trang sẽ di chuyển cái hàng này vào trong phía bên trong kho và tí nữa thì sẽ tiến hành trả đơn cho tất cả các chị em sỉ và các chị em khách lẻ mà Trang đợi bữa hôm giờ nha. Sao mà mấy hôm là mình gắn thẻ một lúc nhiều fanpage được mà sao bây giờ không gắn được ta? Không biết là có bị lỗi gì không? Rất là nhiều nha các bạn. Hồi nãy anh không cho xe vô sát ở đây tí, anh để ở ngay hơi giữa đường rồi, người ta đi không có được đấy. Khoa ơi, lấy cái máy này chụp đi Khoa. Em lấy cái máy này chụp này, tại vì chị sợ chị phát trực tiếp. Ê, hai món chụp bên này đi. Cái món nào? Này. Em chụp máy này, em chụp nha. Né chị ra nha, đừng làm xấu bức hình. Đây rất là nhiều thanh niên trai tráng đang tiến hành hỗ trợ để đưa hàng vào kho đây. Mày nghĩ sao mày bảo sếp mày im đi Tuấn? Để có hai để. Sao mà có một sự muốn nghỉ việc không hề nhẹ vậy nhỉ? Trời ơi. Người ta có ý đồ hết rồi. Hôm bữa phát một lúc trực tiếp được nhiều cái fanpage lắm mà sao bữa nay không được ta? Cái này nữa. Hmm? Hai family. Mấy cái hộp? 115 hả? Hoàng ơi gọi nước cho mấy đại ca bốc đi. Bốc hộp à? Để 115 kiện nha mọi người, một kiện là 40 hộp. Một kiện là một thùng là 40 hộp đó. Là như thế, đúng rồi, hơn 5.000. Chi đo với lợi sữa về chị ơi. Mai về thêm. Nên hôm nay là sẽ ưu tiên các đơn hàng ở gần. Ngày mai hàng về thêm nên sẽ gửi sau. Còn bây giờ nợ đơn nhiều quá. Đây là quà tặng này mọi người nhìn này. Đây này. Mọi người mua siro hay lợi sữa ở bên Trang thì sẽ được tặng những cái quà tặng đó là bình nước hoặc là ca nước nha. Đây là quà không đó. Quà cho mọi người không mà nó nhiều khủng khiếp như vậy đó. Á, à, Ngũ Cốc hai family ra rồi hả? Ố rồi. Sau bao ngày chờ đợi thì Ngũ Cốc hai family đã về. Chụp hình đẹp lên nhé cưng. Không chụp đẹp nổi thì để chi nó chụp cho nha. Chi nó là thánh thần của sự sống ảo đó. Né chị ra nhá chi. Chị đang mặc một bộ đồ rất là bần, hiểu không? Chị đang mặc bộ đồ rất là bần. Hả? Thánh thần của sự sống ảo. Thánh thần của sự sống ảo. Ảo vãi luôn. Hầu có bị lộn hàng không? Cái này là chưa uống bò húc nên là hơi mờ, hơi mắt mờ rồi. Rồi ok, Trang sẽ kết thúc livestream ở đây nhé. Để Trang phát bếp khác, không hiểu tại sao mà không thể nào phát nói rồi.